Xin chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài 37 Ethylene trong chương trình học lớp 9. Bài học của chúng ta hôm nay thì gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là tính chất vật lý, thứ hai là cấu tạo phân tử, thứ ba đó là tính chất hóa học. Trong tính chất hóa học chúng ta sẽ đi nghiên cứu 3 tính chất của Ethylene, đó là tác dụng với oxy hay chính là phản ứng cháy, và tác dụng với brom và phản ứng trùng hợp. Phần thứ tư là chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về ứng dụng của ethylene. Ethylene có công thức phân tử là C2H4, phân tử khối là 28. Chúng ta vào phần 1 La Mã, tính chất vật lý. Ethylene là một chất không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí. Tỷ khối của ethylene so với không khí là 28/29. Tính chất vật lý của ethylene thì là gần giống với tính chất vật lý của metan. Chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã, cấu tạo phân tử. Em quan sát công thức cấu tạo của ethylene. Em có thể thấy trong phân tử ethylene thì mỗi nguyên tử carbon sẽ liên kết với hai nguyên tử hydro. Mỗi nguyên tử carbon sẽ còn lại hai hóa trị. Chúng sẽ dùng để liên kết hai nguyên tử carbon lại với nhau tạo thành liên kết CC. Liên kết CC này người ta gọi là liên kết đôi. Công thức cấu tạo của ethylene được viết gọn lại là CH2 nối đôi CH2. Các em quan sát mô hình phân tử ethylene dạng rỗng. Trong phân tử ethylene thì gồm có hai nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydro. Hai nguyên tử carbon này sẽ dành ra hai hóa trị để liên kết với hai nguyên tử hydro. Mỗi nguyên tử carbon sẽ còn lại hai hóa trị. Chúng sẽ dùng để liên kết lại với nhau tạo thành liên kết đôi. Trong liên kết đôi thì có một liên kết kém bền, dễ dàng bị đứt ra trong quá trình tham gia phản ứng hóa học. Chúng ta có nhận xét như sau. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Chúng ta sang phần 3 La Mã, tính chất hóa học. Một nhỏ, ethylene có cháy không? Ethylene thì tương tự như là metan, khi cháy tạo ra khí carbonic, hơi nước và tỏa nhiều nhiệt. Phương trình phản ứng cháy của ethylene như sau. Chúng ta chuyển qua phần 2 nhỏ. Ethylene làm mất màu dung dịch brom không? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cùng nhau đi tiến hành thí nghiệm. Dẫn khí ethylene qua dung dịch brom. Các em quan sát thí nghiệm và cho cô biết hiện tượng xảy ra là gì, nhận xét và viết cho cô phương trình phản ứng. Thí nghiệm ethylene tác dụng với dung dịch brom. Các em quan sát trên màn hình. Trên màn hình các em là một ống nghiệm, ở trong có chứa dung dịch brom màu da cam.
chúng ta tiến hành sục khí ethylene vào trong ống nghiệm. Các em quan sát hiện tượng có các bọt khí nổi lên. Các em quan sát màu của dung dịch brom. Màu của dung dịch brom nhạt dần và cuối cùng là mất màu. Sau khi quan sát thí nghiệm, chúng ta có thể thấy hiện tượng ở đây chính là dung dịch brom bị mất màu. Lý do ở đây chính là do ethylene là phản ứng với brom trong dung dịch. Chúng ta có phương trình phản ứng ethylene tác dụng với dung dịch brom. Trong quá trình tham gia phản ứng hóa học, liên kết đôi CC trong phân tử ethylene đã bị đứt ra để hình thành liên kết CBr, tạo thành một chất mới, đó là chất dibromethan. Phương trình phản ứng hóa học trên được viết gọn lại như sau: ethylene tác dụng với brom tạo ra dibromethan. Trong phân tử ethylene, liên kết đôi CC có một liên kết kém bền. Trong quá trình tham gia phản ứng hóa học, liên kết kém bền này đã bị đứt ra. Mỗi phân tử ethylene sẽ kết hợp với một phân tử brom để tạo thành dibromethan. Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng. Trong những điều kiện thích hợp thì ngoài tác dụng được với brom, ethylene còn có khả năng tác dụng được với clo hay là hydro. Ta có ví dụ tác dụng với clo. Tác dụng với hydro. Ở đây khi tác dụng với clo, sản phẩm tạo thành sẽ là dichloroethan. Còn khi tác dụng với hydro sẽ tạo thành ethan. Nhìn chung thì các chất có liên kết đôi tương tự như ethylene thì dễ dàng tham gia phản ứng cộng. Ba, phân tử ethylene có kết hợp lại được với nhau hay không? Ở các điều kiện thích hợp như là nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác thì liên kết kém bền trong phân tử ethylene dễ dàng bị đứt ra. Khi đó các phân tử ethylene kết hợp lại với nhau để tạo thành một phân tử có kích thước và khối lượng rất là lớn, được gọi là polyethylene hay viết tắt gọi là PE. Chúng ta có phản ứng. Phản ứng trên được gọi là phản ứng trùng hợp. Polyethylene hay còn gọi là PE là một chất rắn không tan trong nước, không có độc. Nó là một nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp chất dẻo. Chúng ta chuyển sang phần 4 La Mã, ứng dụng. Ethylene thì có những ứng dụng gì trong đời sống cũng như là trong công nghiệp? Ethylene có 5 ứng dụng chính. Thứ nhất đó là để sản xuất rượu ethylic. Thứ hai đó là để kích thích hoa quả mau chín. Thứ ba đó là để sản xuất dichloroethan. Thứ tư đó là sản xuất acid acetic. Và thứ năm đó là để sản xuất polyethylene hay còn gọi là PE hay polyvinyl chlorua hay còn gọi là nhựa PVC. Bài 38 acetylene, bài này các em sẽ về nhà tự đọc trong sách giáo khoa. Cô sẽ hướng dẫn cho các em một số tính chất cũng như là đặc điểm của acetylene. Acetylene thứ nhất là có tính chất vật lý là một chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước. Thứ hai, về cấu tạo phân tử. Acetylene có công thức phân tử là C2H2, công thức cấu tạo là CH nối đôi 3CH. Về tính chất hóa học, acetylene có hai tính chất hóa học chính, đó là thứ nhất là có phản ứng cháy, khi cháy tạo ra khí carbonic hơi nước và tỏa rất nhiều nhiệt. Thứ hai đó là acetylene làm mất màu dung dịch brom. Về ứng dụng của acetylene thì có rất là nhiều ứng dụng trong đời sống. Đặc điểm
Quan trọng nhất của acetylen đó là làm nguyên liệu để làm đèn xì oxy acetylen. Do phản ứng cháy của acetylen có thể lên tới 3.000 độ C. Ngoài ra acetylen còn làm nguyên liệu để điều chế nhựa, PVC, chất dẻo, vân vân. Về điều chế thì trong công nghiệp cũng như là trong phòng thí nghiệm, acetylen được điều chế bằng cách thủy phân canxi carbua. Về nhà các em làm cho cô bài tập 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa trang 119. Vẽ sơ đồ acetylen và đọc phần em có biết. Các em đọc trước cho cô bài 40, 41 và 42. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em vào bài học sau.